khi một bạn có sử dụng tiền cái gì. Nhưng mà rất là hay. Hồi năm ngoái mùa trước chị cũng có từng tham gia nhưng mà không có cái buổi này. Nên có rất là nhiều thiếu sót những cái kỹ năng mà mình chưa có biết. Sau cái buổi này thì chị nghĩ là một hành trang để cho mấy bạn để bước vào vòng tiếp theo.